Kính thưa quý vị Tin Vui Media, xin gửi đến quý vị một câu hỏi. Tại sao có nhạc tình thơ thập giá? Những bài thơ đã ngủ im và thầm lặng trong nửa thế kỷ qua của Trang Nguyễn Tầm Thường. Thơ không có nhạc thì thơ không cất cánh bay cao được. Nhạc sĩ Vũ Học đã chấp cánh cho thơ bay. Nhưng bay về đâu trong trời rộng mênh mông, nếu thơ không có bến đỗ? Cha Dominic Phúc đã là bến đỗ với giáo xứ của cha ở Dallas. Cha Martin Nguyễn Hiệp là bến đỗ cho dòng nhạc đậu xuống trong nhà thờ La Purissima ở tại Cali. Nhưng nhà thờ là gỗ đá, mà dòng thơ cần bến đỗ là trái tim. Dòng nhạc cần bến đậu là một tấm lòng. Xét về lịch sử xa xưa thì những ánh lửa đầu tiên nhen nhúm lên dòng nhạc đã đến từ những buổi tĩnh tâm linh thao, đến từ những phút im lặng trước Chúa, đến từ cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. Thơ và nhạc là nhằm diễn đạt tâm tình cầu nguyện, là ước ao thuộc về Chúa. Dòng nhạc của tình thơ thập giá không là trình diễn thánh ca, càng không phải là trình diễn văn nghệ với những khúc ca trữ tình. Dòng thơ nhạc ấy cần một bến đỗ là tấm lòng. Tấm lòng ấy cần một bến đỗ chính là Chúa. Kính thưa quý vị khán thính giả, trong những ngày mà Tin Vui Media đưa tin về sự kiện Đại học Regius đã trao học vị tiến sĩ danh dự cho cha Nguyễn Trọng Tước, cũng chính là cha Nguyễn Tầm Thường, chúng tôi mở lại những thước phim video được gìn giữ cẩn thận. Chúng tôi chợt nhận ra tình thơ thập giá là một sáng tạo tâm linh đầy nghệ thuật. Thế nên không thể để ngủ yên trong kho tài liệu mà nên được giới thiệu rộng rãi đến cho mọi người. Tin Vui Media chúng tôi nguyện sẽ là một bến đỗ và sẽ lần lượt gửi đến cho quý khán thính giả Đêm Tình Thơ Thập Giá đã được tổ chức tại nhà thờ La Purissima tại California vào đêm ngày 30 tháng 9 năm 2022. Sau đây, ca sĩ Nguyên Khang sẽ diễn tả bài Chiều Bên Quán Trọ và bài Lời Thơ Trong Vườn Xuân do Ngọc Hạ trình bày. Nhưng trước đó, xin mời quý khán thính giả của Tin Vui Media theo dõi những tâm tình lý thú, những đầy bất ngờ của cha Tầm Thường cùng với hai MC Quyên Di và Thanh Thảo. Thưa cha, trong bài thơ Chiều Bên Quán Trọ mà Nguyên Khang sắp trình này bây giờ đó, có những câu thơ cha viết đẹp. Con nhìn con bên quán trọ cuộc đời, quán thưa khách, mỗi người đi một ngả, chiều sám nặng ôi đường về thập giá, bày ngựa hồng đã rũ bã chân bon. Lời thơ đẹp, dòng thơ đi mạnh nhưng mà có gì đó muốn khựng lại. Nhưng mà tới đó thì con hiểu được tâm trạng của cha. Tuy nhiên sau đó, cha viết thêm như thế này. Con ngồi đây bên quán vắng chiều hôm, trời mờ tối bên bìa rừng tội lỗi. Con thấy sợ, thấy bồi hồi, bối rối, quay ngựa về hay rủi róng trường trinh. Lời thơ chuyển hướng, không còn vẻ hồn nhiên của tình cảm học trò nữa. Mà nhất là câu này này. Con ngồi đây bên bìa rừng tội lỗi. Sao viết như vậy? Cái câu mà anh thắc mắc là đây. Con ngồi đây bên quán vắng chiều hôm, trời mờ tối bên bìa rừng tội lỗi. Con thấy sợ, thấy bồi hồi bối rối, quay ngựa về hay ruổi róng trường trinh. Kính thưa anh chị em, kính thưa tất cả quý vị, tôi nghĩ trong chúng ta ai cũng có lúc ngồi một mình bên
quán vắng. Tôi thí dụ, có những giây phút trong đời sống hôn nhân, có những giây phút lẻ loi ngồi một mình bên quán vắng. Trong giây phút đó cũng có những băn khoăn họ đặt lên, quay ngựa về hay ruổi rắm trường chinh. Con bồi hồi bối rối. Tôi tin chắc anh chị em cũng có cái kinh nghiệm trong đời sống của hôn nhân. Quay ngựa về hay là tiếp tục bỏ gia đình bên bìa rừng bối rối. Cho nên thật sự không phải đó là lời thơ mà tôi viết cho riêng tôi. Tôi nghĩ tất cả anh chị em có khi cũng có những giây phút bên quán vắng, bên quán trọ cuộc đời, cũng có những giây phút ngồi bên bìa rừng tội lỗi như vậy. Nhưng riêng tôi lúc đó, vì tôi cảm thấy rằng bây giờ không còn là một cậu thanh niên nữa, tuổi học trò nữa. Bây giờ tôi bước vào đời sống linh mục, thì nếu tôi gặp những giây phút mỏi mệt, tôi quay ngựa về hay tôi tiếp tục đi? Nếu lúc tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, con ngồi đây bên quán trọ cuộc đời, lúc đó có bạn bè của tôi, có những người cũng đi ngược, có người đi xuôi, tôi cũng phân vân. Trên đó cũng là những giây phút yếu lòng. Và tôi nói với Chúa, lạy Chúa, con ngồi đây có những giây phút con rất rất vắng vì con không biết ở tương lai sao. Cảm ơn cha. Vâng, và thưa quý vị, như cha Nguyễn Tầm Thường đã nói, đời người là một quán trọ. Ca sĩ Nguyên Khang sẽ diễn tả Chiều Bên Quán Trọ ngay sau đây. Con nhìn con bên quán trọ cuộc đời, khách lừa thừa mỗi người đi một ngã. Chiều xám nặng con đường về thập giá, bầy ngựa hồng đã rũ bã chân bòn. Con ngồi đây bên quán vắng chiều hôm, trời tối mờ bên bìa rừng lỗi tội. Con thấy sợ nghe lòng mình bối rối, quay ngựa về hay ruồi rống lên. Buồn mệt mỏi chiều nay, ngựa chán trường bước từng bước nhỏ, trước mắt là con đường đời lộng gió. Con u hoài nghi ngại quá Chúa ơi, quán trọ buồn mệt mỏi chiều nay, con khẽ hỏi nghe lòng đầy hiu quạnh. Con đường dài ôi đường về thập giá, Chúa chẳng nhìn chẳng nói, chỉ lặng thinh. Thank you.
rừng sâu nên quán trọ một mình, mãi quanh còn không một lời đáp. Ngài chết rồi, chết thật trên thập giá, chiều âm thầm nặng trĩu một niềm thương. Con ngồi đây bên quan vắng chiều hôm, trời mưa mùa xa mù đường quá dài. Trước mặt là con đường dài thập giá, vó ngựa này có cuồng say mãi mãi con đường. Quán trọ buồn mệt mỏi chiều nay, ngựa chán trường bước từng bước nhỏ. Trước mặt là con đường đời lộng gió, con u hoài nghi ngại quá Chúa ơi. Quán trọ buồn mệt mỏi chiều nay, con khẽ hỏi nghe lòng đầy hiu quạnh. Con đường dài ôi đường về thập giá, Chúa chẳng nhìn chẳng nói, chỉ lặng thinh. Nhưng bỏ thầy đời con biết theo ai, mà quán trọ buồn mệt mỏi chiều nay, ngựa chán trường bước từng bước nhỏ. Trước mắt là con đường đời lộng gió, con u hoài nghi ngại quá Chúa ơi. Quán trọ buồn mệt mỏi chiều nay, con khẽ hỏi nghe lòng đầy hiu quạnh. Con đường dài ôi đường về thập giá, Chúa chẳng nhìn chẳng nói, chỉ lặng thinh. Chúa chẳng nhìn chẳng nói, chỉ lặng thinh. Kính thưa quý vị, áo lụa tháng năm là tâm tình của tác giả Nguyễn Tầm Thường khi còn học trung học. Ở tuổi học trò đó, Nguyễn Tầm Thường còn viết một bài thơ khác nữa với những lời lẽ rất đẹp, rất lãng mạn, có thể là rất tình tứ nữa. Đó là bài thơ Lời Thơ Trong Vườn Xuân. Quý vị nghe tôi đọc mấy câu này xem có lãng mạn và tình tứ không nhé. Độ xuân từ em 20, cô đơn vướng vỗ trên 10 ngón non, hỏi em sao để héo hon. Từ xa thủa đó em còn thiếu anh. Chưa hết, chưa hết. Hương mùa tóc độ tầm xanh, quen anh ngày đó, thương anh ngày đầu. Tóc em để rối đã lâu, không anh, em để mặc sầu phủ vai. Chết, chết, chết. Chết thật. Hỏi thật ra thế này này. Tác giả ở trong cái câu thơ này đó là một nhân vật hư cấu, tức là tưởng tượng ra, hay là một nhân vật có thật? Anh hỏi tôi là
tác giả đó thì tác giả đó phải có thật chứ. Tác giả này thì có thật. Đúng rồi. Không? Thì người kia có thật không? Ồ. Phải truy đến tận nơi mới được. Đêm nay hãy xưng thú. Này chị Thanh Thảo này. Dạ thưa cha. Tôi thí dụ nhá. Kính thưa quý vị. Người họa sĩ họ muốn vẽ một bức tranh thì họ phải dùng màu sắc. Cho nên màu là có thật. Nhưng mà bức tranh có thể là không có thật. Tôi lấy cái có thật, tôi vẽ nên cái không có thật. Cho nên văn chương có thể là hư cấu. Chỉ có Chúa thì mới có thể sáng tạo từ hư vô. Còn tất cả chúng ta phải lấy chất liệu để mà sáng tạo. Như vậy thì trong lời thơ có chất liệu, có người sáng tạo. Cái biên giới giữa chất liệu, giữa người và cái biên giới hư vô nó mơ hồ lắm. Cho nên có thể có thật mà cũng có thể không có thật. Thi sĩ họ hay có nàng thơ. Nhà văn thì cũng có những nàng văn chương. Còn họa sĩ thì có nàng nghệ thuật. Thì cái nàng nghệ thuật, nàng thơ, nàng văn chương đó cũng có thể là thật mà cũng có thể là hư cấu. Cũng có thật. Cha trả lời rất khéo. Hai cha con này lằng nhằng quá. Bây giờ đó, anh muốn hiểu là có thật thì cũng được, mà anh hiểu không có thật cũng rất là đúng. Kính thưa quý khán thính giả, đêm hôm nay chúng ta khám phá ra một điều có thật mà như là không có thật. Đó là Linh Mục Nguyễn Tầm Thường, ngoài tài giảng thuyết, tài viết văn, tài làm thơ, còn có một cái tài khác nữa mà hôm nay chúng ta mới biết, đó là tài tránh né các lằn đạn. Bây giờ thấy gió, thấy bão thì anh có tránh không? Thôi, tránh bão. Làm hòa đi. Nhân vật này nói rằng nhân vật trong câu thơ đó là hư cấu mà cũng có thể là có thật. Mà nhân vật đó có thể là có thật, nhưng mà ông này ông nói có thể là hư cấu. Thế thì thưa cha Nguyễn Tầm Thường, thưa anh Quyên Di và thưa quý vị, chúng ta không biết nhân vật có thật hay không, nhưng chuyện Thanh Thảo sắp nói đây thì chắc chắn là có thật. Trong nhạc phẩm Lời Thơ Trong Vườn Xuân sắp được trình bày có hình ảnh liên quan đến Chúa như sau. Từ tôi vườn có cành hồng, Giê-xu ở đấy đã trồng từ lâu. Quen tôi, em đến ngày đầu, xin sao được hái bông hồng từ ly. Em ơi, người trồng bỏ đi, vườn thương héo úa, còn gì cho em? Trước hết tôi cảm ơn chị Thanh Thảo. Kính thưa quý vị, có lần họ viết và họ đánh vần sai, cho nên họ đọc là người chồng bỏ đi, như là vợ chồng đó. Mà thật sự ở đây là người trồng. Chúa Giê-xu là người trồng vườn. À, cứ tưởng ông chồng nào đó bỏ đi mất tiêu. Nó hỏng hết bài thơ. Bây giờ Chúa là người trồng, mà tôi hái bông hồng của Chúa trồng đó, tôi đưa cho người khác, thì chắc chắn là Chúa buồn. Cho nên chết cảm ơn Thanh Thảo đã phát âm rất chính xác. Người trồng bỏ đi. Vâng, và thưa quý vị, lời thơ Trong Vườn Xuân do Ngọc Hạ trình bày sau đây. Thank you.
Từ em có 10 ngón tay, ngón này đều nhẫn, ngón này thương anh. Ngón nào em sẽ để dành, lắc đầu em bảo thương anh cả mười. Độ xuân từ em 20, cô đơn vương võ trên 10 ngón non. Hỏi em sao để héo hon, từ xa tua đó em còn thiếu anh. Hương mùa tóc độ tầm xanh, quên anh ngày đó, thương em ngày đầu. Tóc em ngủ rối đã lâu, không anh em để mặc sầu phụ vai. Từ tôi vẫn có cành hồng, Giêsu ở đây đã trồng từ lâu. Quên tôi em đến ngày đầu, xin sao được hái bông hồng từ ly. Trong bỏ đi vườn thương héo úa còn gì cho em. Từ em có 10 ngón tay, ngón này đều nhẫn, ngón này thương anh. Ngón nào em sẽ để dành, lắc đầu em bảo thương anh cả mười. Độ xuân từ em 20, cô đơn vương võ trên 10 ngón non. Hỏi em sao để héo hon, từ xa tua đó em còn thiếu anh. Hương mùa tóc độ tầm xanh, quên anh ngày đó, thương em ngày đầu. Tóc em ngủ rối đã lâu, không anh em để mặc sầu phụ vai. Từ tôi vẫn có cành hồng, Giêsu ở đây đã trồng từ lâu. Quên tôi em đến ngày đầu, xin sao được hái bông hồng từ ly. Trong bỏ đi vườn thương héo úa còn gì cho em. Em ơi người trong bỏ đi vườn thương héo úa còn gì.
Kính thưa quý vị khán thính giả, đêm tình thơ thập giá đã diễn ra từ tối cho đến nửa đêm, với gần 20 bài tâm ca. Sự hưởng ứng của người tham dự thật đáng ngạc nhiên. Chương trình thì rất dài, nên không thể đưa lên hết một lúc được. Tin Vui Media sẽ làm cây cầu nối đưa những sáng tạo tâm linh này đến với quý vị. Khi mà những bài thơ mà tác giả Nguyễn Tầm Thường đã viết cách đây nửa thế kỷ được dòng nhạc của Vũ Học chuyển đến quý vị vào hôm nay, chúng tôi được biết hiện giờ cha Tước đang theo học khóa tu đức linh đạo Thánh Ignacio bên Tây Ban Nha. Chúng tôi sẽ liên lạc với cha để kẻ đi tìm đã thấy gì trên đường tầm đạo, và xin cha gửi về cho Tin Vui Media những khúc phim video mới này. Mà biết đâu, chúng ta sẽ được thưởng thức những tình thơ trên đường đi nữa. Hẹn quý vị trong chương trình kế tiếp.